Cái đồ quá được cái ta. Về anh em ơi, giờ bố mình bố có cho anh nhắc này. Đây, nhắc. Em chào cả gia đình. Em cùng anh Trí bữa nay đi thu chiến lợi phẩm. Đây là món quà anh Trí tặng cho em hay cả gia đình ba lọ. Anh cũng quýnh hương liệu chuối nha anh em. Mình luôn chia cho anh Quýnh đây, đó. Nghe anh em cũng có thành phẩm của em đây. Đây phẩm của anh đây. Còn tốt. Đó. Đây, đây. Chép đây chép anh em. Trình gớm không? Còn kia nữa, bò cũng còn hẳn. Đây. Ủa, nhiều. Còn đây anh. Đó. Trình gớm không? Đây, chép đây. Số 1 luôn á. Quên nhắc nghe anh em. Cười cái anh. Ok anh em ơi. Chuối truyền thống vô sở trước nha nè. Cho chuối truyền thống, cái chuối truyền thống này ngâm là cắm chim cho một nắp nha. Một cắm chim nha. Là mình xả thôi anh em. Ok, ngâm chỉ 5 phút cho nó nữa nên xả nha. Xong rồi nè anh em ơi, xả mồi cái anh em. Chỗ này nước khá sâu nha nè, nên em cứ xả ngay chỗ cái phao. Chứ ngắm ngay chỗ cái đầu phao. Xả này nè.
học cao thằng chú nha anh em. Nam mô 10 kg. Ấy 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 khó gần nha anh ta đang xíu. Ok ok còn để lại một xí gia vị thêm vô cao nha anh em. Đây nè, xả hết rồi, để lại xíu giờ vị vô cao nha. Khi nào hết rồi mình, khi nào mình hết thì mình ngâm tắm mình làm tiếp nha. Cho nửa nếp sữa vô nè, sữa chuối nha. Nửa nếp bơ nè. Rồi trộn lên nha. Nãy giờ mình xả cám này mình pha nó hơi nhỏ nên là vừa. Mình cho ít cám cá vô nha. Cho cám cá nó khô lại bớt nha. Còn hơi ướt thêm xíu nữa em. Anh em chăm vô nem trộn sau mà vừa cao là được. Tùy anh em, tùy anh em cao khô hay cao ướt nè. Cao khô thì mình cho thêm vô mình bóp cho nó khô. Còn nếu anh em muốn cao ướt ẩm thì mình cao ướt ẩm nha. Tùy mỗi anh em. Mình thì mình cao vừa mùi thôi. Không khô quá mà không ướt quá nó vừa là được. Còn trừ khi có con khóa thì mình sẽ chăm vô rồi mình bóp cho nó thiệt là mình bóp cho nó thiệt là cứng nha anh em. Cái hạn chế có con ngâm lâu dưới thì cái mờ nó cứng nó nữa rồi nó mềm lại, lúc đó có con nó không khóa nữa là cái nằm dưới có lớn nó ăn. Ok chưa nè. Dạ thôi. Hello. Chào quý bạn quý vị nha. Mình là Trí anh em ơi. Hôm nay tiếp tục quay trở lại đi nấu ngon tiếp anh em ơi. Vẫn là về mùi tinh chuối nha anh em. Hương liệu chuối nha. Hương liệu thực phẩm nha, an toàn 100%. Hôm nào mình về mình quay phim mình chiên chuối chiên luôn cho các bạn ăn. Hương liệu đây là hương liệu thực phẩm của Thé nha anh em. Chứ không phải của Trung Quốc hay Đài Loan gì đâu. Cái này của Thé sản xuất nha. Cực kỳ an toàn, vẫn là rẻ nha anh em. Mấy chục ngàn. Quýt an toàn lắm anh em. Hương chuối nha, ba lọ. Chuối thường, chuối bơ với là chuối sữa nha anh em. Nên tiếp tục đi nấu ngon là vị trí cũ. Đi lên hồ gặp mấy ông anh cũng lên trên đây trước rồi mà lên sau cái lỗ đây mấy ông kiểu khó ngồi sao mấy ông ngồi không có kia ngồi đó. Như là lên một số ông chú muốn gần má nữa, mình lên cũng sớm anh em. Mình lên chắc mình đi với lại thằng em đi lên lúc 6 giờ mà lên đây là sáng mai nên ngồi đây rồi. Anh chưa cũng mới lên nó lên là sớm anh em giờ. Đi với hai thằng em. Nó rủ mình đi, nó kêu lên bờ đập ngồi anh. Lên bờ đập đó rồi, cái nó qua bên nhà quan nó ngồi đây. Nghe thằng ngồi bên nhà quan, nó bỏ mình ở đây. Nó ghét không anh em. Để mình qua thử rồi, bữa nay tụi nó câu có cá không, cho nó trá, cho nó biết một bữa. Chớm bỏ mình. Lùng gớm. Thật sự luôn, nó rủ mình đi, kêu anh thứ Nam anh em mình lên uống ngon, uống một ngày một đêm hẳn. Kêu ok em, lên bờ đập giấc em, kêu ok anh, 5 giờ sáng nghe. Mình kêu ừ, 5 giờ sáng sớm quá, tụi em đi trước đây anh, 6 giờ anh chạy lên. Sao? Kêu lên bờ đập nghe. Cái đục nồng chạy lên đây thấy nó ngồi bên kia. Nó hẹn với bờ đập ngồi bên kia. Nó bỏ mình xuống bờ đập đây ngồi. Trời ơi trời mấy anh em. Thì cái thử luôn á. Để qua thử bữa nay tụi mày có hao mà thì cho mày biết. Mình xả mồi được xuống hết rồi nha nè. Con bé này như mọi khi. Chỗ này nước khó là sâu rồi. Vẫn là sâu, vẫn là 5 mét nước. Thì mình quýnh đồ lớn nha nè. Quýnh trục nam. Trục Ryuki 5 chấm nha. Theo trước 3 chấm nha nè. Theo bờ dân 3 chấm nha. Thế mà quýnh đồ lớn xíu chứ quýnh mấy cái đập lớn như vậy. Đạn số nhiều lắm nha anh em. Anh em kêu quýnh theo 100 nam thì mời anh em lên đây bắt có nha. Chứ mình là chịu rồi đó. Quýnh theo 100 nam là không thấy mặt con có đâu nha anh em. Hừ cái là mắt, hừ cái mắt. He chấm bo giòn mà hừ cái mắt mà đừng nói rồi. Bây giờ bo chấm mặt mai nó còn tẻ được. Dính có mà sao giật giật á. Nói chung là quýnh đồ lớn xíu. Là cái bé là mình quýnh cây 5m4 nhất hồ ác khanh chứ không phải cây lược hơn nha nè.
Đây nhắc hầu hết khanh thế hệ nam. Bốn hấp dẻo quấn cực kỳ sướng, nhiều có cực kỳ phê, quấn có lớn cực kỳ ngon. Quấn nói chung là ok lắm anh em, nên là mọi người quấn. Còn hương liệu thì quấn như mọi khi nha. Bữa nay mình quấn hương liệu thực phẩm cho nó an toàn nha anh em nào muốn mua thì cứ nhắn tin cho mình hoặc là lên trên tóc shop của mình nha. Có nó giảm giá nhiều lắm nè, nên mua cha lẻ hoặc là combo rồi nó đều giảm giá lẻ. Đừng cao đè, có lên xe cũng được. Mình hồi xưa giờ mình cao lên xe á, mình cũng thường xuyên lấy cái hương cái chuối anh em à, cái chuối hương á, mình bóp vô cái cắm chim với lại cắm gòm mình cao lên xe. Hồi xưa đó mình đi cao á, mà sau đó mình mới biết cái hương liệu thực phẩm này, mà lúc xưa mình cao lâu lắm rồi mà sao bây giờ mình kiếm lại không có. Cái xong bây giờ mình mới kiếm lại là bên trái sản xuất mới có nè, rồi mình có là mình chưa ông anh là nhập về liền, nhập về là để bán nha nè. Tại vì hồi xưa mình ngày trước mình câu lên xe mình cũng câu rồi nè, nếu mà muốn câu lên xe là cứ mua câu, rồi câu đè cứ mua câu cái hương chuối này nè. Hương chuối là câu cả hợp anh em, hồi đó mình câu cá tám này, cá trôi này, cá chép này, có đôi khi nó ăn cái hương chuối này rất là chậm nữa anh em. Muốn câu có đôi khi là anh em phải thêm cái gì đó, cái vị tanh vô, anh em thêm cái gắm có tanh vô nữa là được. Tanh nhẹ thôi, không có cần tanh mạnh, ví dụ như không có cần bỏ rô phi gòn rồi đó, anh em cần bỏ phú thành số bảy là khó chịu đồ vô là anh em dứt thôi. Nó có xí tanh cho thôi, đừng có tanh nồng nha. Tại vì anh em cao tổng hợp mà, cao tám chép rô phi mà, trôi mà. Nếu anh em tanh nhiều quá, tanh rẻ cái gì, con chép nó không ăn. Lưu ý một điều nữa. Nói chung là anh em mua thì ủng hộ mình thôi, còn không thì mình cũng tùy nữa nha. Tại vì mình thiệt là mình con người thật người anh em, mình việc thật người thật. Mình lấy cái hương liệu đó mình lên hồ mình câu, mình qua cho anh quay cho anh em xem. Hồ này là cái hồ rất là khó câu, chứ không phải là cái hồ mà người ta nuôi rồi xong cái cá nó đó 80 năm rồi. Thế xong mình lấy cái hương liệu đó mình đem vô cái hồ 80 năm cá đó đó mình câu lên cho anh em xem, giật cá rầm rầm rầm, anh em thấy anh em ghiền, anh em mê, anh em mua. Không phải nha anh em, cái đó mình không, nói chung là mình không có lừa người ta như kiểu như vậy. Mình người thì mình câu ok là mình giới thiệu cho anh em xem. Cái hồ này rất là nhiều người câu, biết bao nhiêu càng thủ mà hằng ngày lên đây mà chá ra trong mà sách dép đi về, mà có 50 ngàn một ngày thôi mà câu chá sách dép đi về anh em không có đó. Nên là mình cầm cái hương liệu lên mình quýnh là để giới thiệu cho anh em quýnh, nó an toàn với lại nó hiệu quả. Mình đi rất nhiều nơi tự nhiên rồi, mình đi từ Đắk Lắk có Kon Tum, Gia Lai, Bình Định, rồi Quảng Nam, Quảng Nam mình đi tất cả các nơi rồi, đi từ tự nhiên tới dịch vụ mình test qua hết rồi. Nên anh em cứ yên tâm, với là những cái hồ mình câu là người ta anh em họ câu rất là nhiều. Họ câu đủ kiểu loại cóm hết, đủ kiểu loại hương liệu tinh mùi hết, và họ cũng chá rất là nhiều nha. Nhưng mà mình lên đúng ngon đây mình tự tin rồi, đó giờ đi cũng có khó chứ ít khi chá lắm. Nên là người thiệt việc thiệt, không phải là mình gian dối vậy anh em. Không phải là mình đem cái hương liệu này vô cái hồ mà người ta nuôi người ta không cho câu, mà có nó đó 80 năm mà anh em câu các ức ưng e gì nó cũng an hết chứ, không phải là phải lấy cái hương liệu gì anh em vô anh em bóp cái cục cơm nguội nó cũng an nữa. Mình đây là mình nói thiệt lòng á, không phải là đem cái hương liệu vô câu giật rầm 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 có lên lũ khủ có bự anh em thấy anh em hiệu quả quá. Không phải đâu nha anh em, không có như vậy đâu nha, lừa phỉnh được không á. Nhưng mà đây là người thiệt việc thiệt nha, mình câu thiệt cho anh em coi. Hồ là nhiều, rất nhiều người câu. Anh em nào biết là cái hồ núi ngon Ba Tơ này nó khó câu như thế nào, chá là chá không biết gì luôn á. Đó, đây là mình nói thiệt lòng. Nên ok, anh em nào mua thì ủng hộ nha. Thôi, như vậy là mình liên thiên nãy giờ cũng khá nhiều rồi. Giờ mình vào vấn đề chính luôn anh em. Giờ này mới có 3 giờ sáng à. Mình lên là 6 giờ mà. Nên mình sửa soạn mình ấy rồi, 3 giờ 20. 3 giờ 20 sáng rồi. Đang tính quýnh một ngày một đêm mà mấy cái thằng em đi qua bên kia nó ngồi rồi. Ghét. Giờ vào việc luôn anh em, câu cho nó ướt mặt luôn, cho bên đó nó chá cho nó biết, nó bỏ mình. Ok anh em. Chép đầu tiên nó buổi sáng anh em ơi, hôm nay trong được nửa ký một sai một kiểu. Lợi hại không anh? Lục hương thua đúng không? Ủa sao chứ dễ gì ăn được anh. Nhớ mua ủng hộ nha.
Kia anh ơi. Chò mày. Đi chắc. Quá, nó theo ba chấm giật giấy mà đứt được theo ba chấm nữa. Lúc rồi. Nãy giờ chép nó đang quằn. Nó theo ba chấm chịu không nổi nè anh em thấy không? Rồi quýnh. Rồi quýnh thêm. Che chấm. Mấy con chép nhỏ nhỏ rồi bác được theo ba chấm rồi lỡ quýnh xuống trúng hoàng có lớn. Bác không được. Nổ theo liền. Chết lớn nó vô nó còn ổ. Gắn dù 1.5 vô quýnh nha anh em. Quýnh qua thử nếu mà nó nhớt dây thì đổ lại nha anh em. Để quýnh. Được cái ta. Điều hả con vậy? Hả? Chép. Đó dính chút xíu thì nó mỏ à, chép dần trá đó. Dính chút xíu nghe cho cái mỏ. Cái này chắc được bá lợn, cái này bự. Cái này chắc được bá lợn à. Con nã chắc chép bự gì quýnh vô má đứt cái tẻo liền luôn mà bứt luôn mà em coi theo cước ba chấm ba giòn á trục nam thẻo bo lận mà quýnh vô cái đậu nó lọt cái hự xuống cái đậu đứt cái tẻo liền thôi quá gió thiệt á chứ hiểu nổi nè. Anh em ơi, giờ báo mình báo cá cho anh nhắc này. Đây, nhắc. Em chào cả gia đình. Em cùng anh Trí bữa nay đi thu chiến lợi phẩm. Đây là món quà anh Trí tặng cho em đây cả gia đình ba lọ. Anh cũng quýnh hương liệu chuối nha anh em. Mình luôn chia cho anh quýnh nè, đó. Nghe anh em báo có thành phẩm của em đây. Đây phẩm của anh đây. Hết ngà rồi nha anh em. Lên trên luôn anh. Đó. Để lên trên lấy hòn độc đó. Ê, trời, 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 trời. Đấy. Đuổi ra luôn hả? Đuổi ra đắt luôn hả? Kéo ra tí anh em nhìn tí đường nó cũng trúc không à. À vậy hả? Ủa vậy thì còn tốt. Đó. Đây, chép đây chép anh em. Anh em. Trình gớm không? Còn kia nữa, bờ cũng còn hẳn. Đây. Ủa nhiều. Hằng đây anh. Ồ. Trình gớm à. Đây hằng chép đây. Số 1 luôn á. Quên nhắc nghe anh em. Cười cái anh. Ok anh em ơi. Đây còn của mình đây. Mình cũng đang đoán. Còn mấy còn chút đây mình quýnh cho hết luôn rồi. Mình cũng đi về luôn nha anh em. Mưa tới trên kia này nè. Mưa lùng mưa lớn lắm.
mình cũng đang gom gom còn mấy cục bánh nốt luôn rồi, mình cũng dọn về luôn. Ok anh em, có của mình đây anh em ơi. Chúng mà chép cũng xinh lắm anh em. Đây mà hết. Quýnh được. Ngày nay gió quá quýnh không được anh em, quýnh được 3 con. Xinh lắm anh em. Đoạn chè đó đó. Bước rước đây. Xinh không? Nói chung là mức rước á. Ok anh em, giờ về đó anh em. Hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye anh em.